Văn Hiến ơi. Em, bầu trời này rất xanh, hay mắt hay trong ngày hai, để thiết tha ngày sương gió. Ngày nhẹ nhàng dừng ở đây, cô giữ những thâm tình thôi, lặng lẽ thương em ngày ngần. Vì rằng tôi thấy yêu em hơn khi em cười thật xinh xắn, để đóa hoa trong tôi nở nghe thương nghe thương. Đôi môi thơm ngân nồng nàn vẫn vương ngập tràn. Tay mọi người đâu ạ? Kìa em, bước đến bên tôi nhanh hơn được không bé, được không bé. Ngày gió mơ màng tươi mát giấc mơ trong lại. Hey yeah, này em, nhạc điệu du dương ấm áp trái tim chúng mây. Anh sẽ hát khúc ca tương tư thâu đêm, vừa nghe xong một câu yêu thương này trao đến. Có người hỏi tương tư là thế nào. Cho xin hãy tay mọi người được không ạ? Sống bất kể dù ra sao, thì khi yêu vào mình chẳng cũng bình thường. Em thường bảo ở thông minh đầu óc là một quý ông biết chạy chút đầu tóc. Những gì anh thiếu có phải là ở em đêm về nhớ nhung và thao thức mỗi đêm. Anh có chân trái, anh có chân phải và có chân thành. Vậy mình cần chờ, thành phố Cần Thơ, mẹ em có cần anh. Ở trên thương trường, người ta hay thương lượng. Nhưng anh thì thương em, có thể có yêu tinh, nhưng chẳng có yêu quái. Còn anh thì yêu em, người ta cần ấm trà để mùa đông ấm áp. Nhưng anh đã ấm lòng, vì em rằng em, tôi baby. Thấy yêu em hơn khi em cười thật xinh xắn, để đóa hoa trong tôi đỡ ngát hương nhớ thương. Đôi môi thơm ngân nồng nàn mơn vương ngập tràn. Kìa em, bước đến bên tôi nhanh hơn được không bé, được không bé. Ngày gió mơ màng tươi mát giấc mơ trong lành. Hey yeah hey, này em, nhạc điệu du dương ấm áp trái tim chúng mây. Anh sẽ hát khúc ca tương tư thâu đêm, ngồi nghe xong bộ câu yêu thương anh trao đêm. Kìa em, mọi người có thể vỗ tay theo nhạc không ạ? Ngày gió mơ màng tươi mát giấc mơ trong lành. Hey yeah, hey yeah, này em, nhạc điệu du dương ấm áp trái tim chúng mây. Anh sẽ hát khúc ca tương tư thâu đêm, ngồi nghe sóng bố câu yêu thương hay trao đến. Đại học Văn Hiến ạ. Xin chào tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên xin phép cho SC gửi lời chào đến tất cả các thầy cô, tất cả các vị khách quý, các bậc phụ huynh cũng như là tất cả các tân cử nhân của trường Đại học Văn Hiến ạ. Vừa rồi là ca khúc Say Nắng cùng với Vũ Đoàn Ô. Và hôm nay là một ngày vui của tất cả chúng ta, có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Hy vọng là các bạn sẽ cùng hát và cùng nhảy với SC những ca khúc tiếp theo nha. Có được không ạ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc SC đã ra mắt cách đây vài năm. Ca khúc được mang tên Thật Xa Thật Gần ạ. Các bạn có muốn anh SC đến gần hơn với các bạn không? Ok nhá. Yeah. Come on. Ngoài trời đang mưa mà em lại quên mang dù. Có bao giờ vì nắng em mang mong chờ ai đó giúp em. Có bao giờ một mình cô đơn, nỗi buồn tìm đến mỗi đêm em về. Chỉ mong một người ở cạnh bên nghe em thở than. Anh sẽ là radio phát những thiên ca cho ngày em hết buồn chán. Anh sẽ là mây trời đang mưa, một trái
che đến kéo che đau. Để khi đêm về em đã có ai để nói cười. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Các bạn có thể hát cùng MC không ạ? Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần nha. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Yeah, quá tuyệt vời à. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Yeah, yeah, hey, ở đây sao à? Come on, come on. Chúc mừng các bạn nha. Yeah. Viền vây kín làm em chẳng thể cho mình những con đường mình từng mong ước. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Có bao giờ một ngày anh đến, em lại tìm cách để cho duyên tình khiến con tim mình một lần nữa mang bao thơ phàn. Anh sẽ là radio và những tiếng ca cho ngày em hết buồn chán. Tay một mình đâu ạ? Hey, 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 hey. Em có muốn một ngày mà trời đang mưa, một chàng trai đến nghe ô che đầu. Để khi đêm về em đã có ai để nói. Hát cùng MC nhá. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Xa nhưng rất gần. Yeah. Và ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc rất là quen thuộc. Hy vọng là các bạn sẽ hát cùng với anh SC. Ca khúc được mang tên Hai Cô Tiên ạ. Ai hai, ô ô cơ ô cô, y e y tơ y tiên, hai cô tiên là hai cô tiên. Ai ai, mọi người hãy mở đèn flash lên các bạn. Hey hey hey, y e y tơ y tiên, hai cô tiên là hai cô tiên. Ở đây ai chơi hết mình à? Ai chơi hết mình à? Yeah! Từng nhịp bấm thai vang khắp trời, làn mây trong sai bay khắp nơi. Muôn phiền âu lo quên hết đi, nhẹ nhàng bay lên. Fly with me là thân tiên, vui hơn gì đâu. Tìm đâu ra em thay phép màu. Sao? Chị hai em hả?
Sao mà anh biết được, không biết không nhớ được. Ok. Anh ước mong được làm người để hai. Nhảy cậu bác sĩ được ạ, đứng lên được ạ. Tiên đẹp xinh, đẹp xinh thật thông minh. Tiên đẹp xinh, đẹp xinh thật lung linh. Tiên đẹp xinh, đẹp xinh thật thông minh. Tiên đẹp xinh, đẹp xinh thật lung linh. Ai hả? Hai cô tiên là hai cô tiên. Ai ai hai cô tiên là hai cô tiên là tiên à. Không có dễ vậy đâu. Nhìn qua cứ tưởng là rất ngầu. Suy xét mọi việc tôi bình tĩnh để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Là tiên à. Không có dễ vậy đâu. Phải nghe lời người ta khẩn cầu. Suốt ngày phù phê biến hóa đâu. Đã ứng chuyện đi khùng đi đâu. Nhảy cùng với xin nha. Hey 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 hey. Yeah. Ở trên lầu thì sao à? Bố tay theo nhạc nha. Hey. Tuyệt vời. Hai cô tiên. Yes, và đó là Ashley. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc là mời bạn qua đây chia sẻ một tí xíu nha. Wow, tôi nghĩ là cái sức hút của bạn đang làm cho nhiều bạn ở đây là phải điên đảo nhiều lắm. Cho tôi hỏi là fan hâm mộ của ST đang ngồi ở đâu ạ? Wow. Hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa với các bạn Tân Khoa. Bạn có thể chia sẻ một tí xíu về cảm xúc của bạn được không? Hôm nay ST cảm thấy rất là vui bởi vì hôm nay là một ngày rất vui đối với rất là nhiều bạn đang ngồi có mặt tại đây. Cho nên là ST cảm thấy mình rất là may mắn khi được đứng đây và được truyền một cái năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người. Và hy vọng đây sẽ là một cánh cửa để mà mở ra cho một tương lai tươi sáng hơn với các bạn và tất cả những gì mà các bạn mong muốn trong tương lai. ST hy vọng sẽ trở thành hiện thực hết nhé. Được không ạ? Bật mí nhỏ nhỏ tí xíu về dự án âm nhạc sắp tới của mình như thế nào này. ST vừa mới ra mắt một ca khúc là Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi, được có mặt trên ST Sơn Thạch Official. Và trong năm sau ST hứa rằng là với tình cảm của tất cả mọi người thì ST sẽ ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa. Một đèn pháo tay thật lớn dành cho ST thưa quý vị. Thank you, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và hy vọng là những hoạt động sau của Trường Văn Hiến sẽ có mặt của ST. Và còn một điều nữa chứ, thì là sắp đến cũng là ngày 20 tháng 11 rồi. Cho nên là ST cũng muốn chúc cho tất cả những thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cho cuộc sống. Và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả thầy cô cũng như là các giảng viên tại Trường Đại học Văn Hiến ạ. Yes, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc cho bạn nhiều sức khỏe nha. Dạ, xin chào. Hy vọng mọi người sẽ có một ngày tuyệt vời nha. Yeah. Bye bye, I love you. Các bạn thân mến, hôm sáng nay thì lễ tốt